Lại TV nha. Chiều nay mình đi dỡ ba cái gì ta? Cái chấm lương nghe cô chú anh chị, mình đặt hồi sáng rồi mà không có thời gian để mình quay đặt cho cô chú anh chị xem. Bây giờ mình đi dỡ, mình đặt cho cô chú anh chị xem nghe cô chú anh chị. Mà mình đặt phía bên kia kìa. Xuống bên kia gì vậy đã. Bây giờ thằng Vinh đó nó xuống nó chỗ nước cạn này nè cô chú anh chị. Mà cá quá trời, mình đi xuống mình coi coi có không nghe cô chú anh chị, rồi hãy đi qua bến đi thăm nha. Thấy thằng Vinh nó mò nó có cá kìa, đi xuống thử cái cây. Chứ đi theo bữa nay là đi đặt chấm lương, đặt hồi sáng luôn mà không có thời gian nữa mà cho anh chị xem. Giờ mình đi dở đây. Có một cái đó. Ông Bi ơi. Mẹ đứa nào má? Hả? Mẹ đi đi. Anh bắt trời ơi. Ôi ôi cô chú ơi, cái gì vậy? Cái này cái gì? Đây là trời. Con cá đeo cái đất đường đường nó cái gông gì á. Chị ơi, bây giờ tay qua chúng tôi chạy đi. Thấy mặt cá không bận rồi. Trời ơi. Ủa trời. Ôi ôi, mình đạp cái vợ luôn á thiệt. Vô cái bút vô đây kìa. Đó. Nó lấy gặp cái dưới trời. Trời ơi. Cái ham luôn á. Mà nói vậy chưa được. Ôi trời ơi, nó quậy. Mà mình đi thăm vớ mà chấm ở bên kia kìa cô chú anh chị, mình thấy cá quá trời, nước cạn quá, mình xuống thử. Ôi dạ, cái gì vậy? Ôi sợ. Cú lột. Trời ơi. Nó bấm không? Nè cô chú. Em cua. Cái gì vậy Vinh? Ủa sợ dính nữa kìa Nhung. Hay vậy? Nè. Ủa mấy ngày nãy không có đi cái đường này quá lâu rồi kìa, mình đi cá quá trời luôn rồi. Đây. Đây là quả cá rồi, mình cũng nha.
bò. Hết biết cái đường này, bữa nay nước hút cá rồi trời. Sao mà đi. Nước chảy quá trời, cống cống nước xả nó mạnh chảy. Cái gì vậy? Rồi lấy cái thao lên đi lên à. Đi lên thăm chấm á, cô chú ơi, thấy cá mà nãy giờ bắt được có mấy con. Lên đi nè. Sao nó chìm tao lên nữa. Nè cô chú vậy mà được nhiêu nè. Biết bơi là nổi rồi. Thôi đi lên. Ra đi thăm chúm để thôi tao hụ nghe mấy đứa. Đi. Ba rồi á, tôi rõ rồi. Cái đường à? Dinh. Đường. Dinh. Để mình đổ ra cho bà chú xem nha. Tôi có không này, mình chắc có đổ, lên bờ đổ. Chắc có nè. Lên bờ đổ bà Tám ơi, đem yên tâm bà Tám ơi. Chắc không sao đâu. Đậy đây được rồi. Sao lấy cây dinh? Để mình coi, lấy cái gỗ này lại thẳng đi. Từ. Em lương con chứ nói. Từ. Lấy cái gỗ ra rồi. Ủa cô chú ơi, lương con. Ủa kì á. Hai con hả? Hai lương rồi bà chú. Tại mình không dám bốc lên bà chú. Đậy chắc nước rồi hết đi Vinh thôi. Để nó có nước nó giọt. Đồ cái nắp đâu Vinh. Đổ nước rồi hết Vinh. Cầm cái hao. Cô nhỏ bỏ đi. Ha. Ôi trời, nó đèn này đẩy cái đèn giùm tao, cái này tao cảm ơn mà được rồi. Rồi. Rồi đẩy cái đó lại đi. Này cô chú. Rồi hai em nhỏ xíu à. Nó. Hai em nhỏ xíu. Chút nữa là lưng nhỏ thì chắc mình thả quá. Để em kia lên bờ đi, để rớt. Trời ơi. Gì chứ không bắt cái gì hoài nhau. Gì vậy? Có không? Chúng ta cùng lai rai. Có nhung. Cái gì vậy? Ý. Ôi em cua chết. Dạ.
What the fuck? Chết tiệt. Chết tiệt, đây là quái gì vậy hả? Chết tiệt, không chết tiệt các bạn, đây là quái gì? Chết tiệt, đây là quái gì? Ở đây làm gì vậy ta? Có lươn này lươn à, một khác nha. Có lươn của chú ơi, nhưng mà không lươn được bự đâu. Có một tại tại tí tí rồi đó luôn. Lươn nó bên kia hết sẵn nha. Nói đây. Rồi đổ nước quá thấm. Từ. Đẩy sao đưa Vinh, đẩy giùm đi Vinh. Đi. Đi ủng lắm. Con nó không nó bị phí. Được mấy con nữa ta. Ủa cũng nhiều lắm nha con chú nè. Ê. Đây nha. Ủa nữa chắc lên bờ mới thiêu quá, đây sao ghê quá. Trời đi. Thôi đi. Vinh ơi Vinh, cái chuyện này Vinh ơi, cái con gì mà lấy cái cục này nó đẩy lên này Vinh, mà cái la hàng nó bóng lưỡng này Vinh. Đâu? Đây nè. Có gì đâu đẩy. Nè, nó tự nhiên lấy cái dừa đẩy lên gì nè. Nước ấy. Nước ấy vô á. Đẩy đâu ấy, nguyên cái về coi cái hàng nó bóng rồi kìa. Con cái hàng nó bóng rồi kìa. Nó. Có gì lúc rồi. Ủa trời, cái hàng nó bóng lắm luôn á. Đó đó. Trời ơi. Ủa. Ngon à. Bóng lưỡng luôn á Vinh. Như ếch chứ mà cái vui đúng nha. Dạ đạp vò. Có Vinh. Cái tay quá. Bữa nó ơi, có cái hang qua đây nữa nè Vinh, qua cái hang kẹo qua đây nè. Có không? Có. Cái hàng này ngon lắm đó nha mày. Ôi. Sẽ chạy sâu nữa. Sâu nữa, hiếp cái hàng sâu này nó có gian là con ếch gì đó. Sâu quá, sâu không nổi à. Sâu hả? Ừ. Để đem thời cái len được rồi. Mình muốn mình đi mình đem thở len đi. Mà nội mình tính đi thăm mấy thôi chứ đâu có đi đào đâu, đi. Đổ hai trái bao nhiêu lương là thấy ngon lắm rồi cô chú anh chị ơi. Dạ. Tới chúng nữa. Lắc. Ủa trời cái hang gì á? Ủa là trời cái gì bự? Con heo con này có chú nghe gì không? Đâu. Đây thật đây nè. Nó bự. Lươn nó bự kìa. Bây giờ phải ăn con lươn này không có dám được ra ngoài trời nó bự rồi cô chú ơi. Đi lên. Là cô chú. Không, chút xíu lên trên đó đi. Vậy. Bự dữ lắm rồi. Sao mà được. Con này cô chú thấy không? Bây giờ con này quá bự rồi, mình sợ nó đi với cô chú ơi. Coi gì, dám đổ ra không? Đổ đi. Sợ đi quá. Đây này nè, đổ. Đi đây nó cũng nhảy được, như thường mình lên cái gò đó mới được. Đổ đi đây dễ bắt. Ôi sợ, đâu rồi. Đổ đi đây. Nè mày dạch đi. Sợ thôi mình dạch cái chấm kia nó đi cái gì. Hả? 1, 2, 3 tôi đẩy lại thì nè. Cô chú ơi, là cô chú cầm đây. Một. Cái này cô chú ơi. Ê! Ủa là trời. Ủa trời, mời khoan mới vừa lúa nó giật cái đuôi không?
đổ đổ lẹ không giết không từ 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 cô chú ơi lẹ lẹ từ giờ nè 1.3 đi luôn con có ấy con nữa trời con nào cô chú ơi bỏ đi bây giờ đẩy đây nè con nè còn con nữa hết rồi nè mình đặt một ống nè cô chú ôi dở nữa hả nè nè cô chú ơi nè ui trời vô bánh rồi đâu lắm vô rồi Vinh ơi Vinh ơi còn hình như hai cái đúng không đi đặt lần Trời tám gì nữa tám nước cái gì nè hả em cua đá rồi tám cái này có chút ui da trời nó hung ghê luôn tám nước rồi tám 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 cái sòi nè à sòi mà nặng dữ vậy trời. Cái nè. Lên. Ủa bố anh chị ơi quá trời nhiều rồi. Bảo biết từ từ phan dịch ra. Giờ lên rồi bồi đi. Nhiều quá rồi bố ơi. Đi bự nữa. Cô chú cá đây nè cô chú ơi mình cho cô chú thôi quá trời nhiều luôn rồi không biết nhiều mô hoặc cái dính nó lại dính quá nè phao phao từ từ đi nè cô chú để mình chạy cái gỗ cho cô chú xem nha cô nè ôi ôi lươn nhỏ không được bự ờ con này bự đang để gì nè dinh dinh để gì cho cô chú xem gì con không mà trời ghê hả? Ê bò bò đó bò bò ôi ôi con này con chú anh chị ô lương con không à nè con nè ơi làm gì con lương này đẻ nó gì con này con chú anh chị ơi chút chút không à nhiều quá trời lương con luôn ôi vô bánh là trời bữa nay sao mà vô à đường này đậu ngay á hồi sáng mình à à, mình đặt đó cô chú là trời nước nó cũng à, nước nhiều lắm chắc là nó rút xuống nhiều quá nhiều rồi bởi vì vô bánh này. Nè nè thấy bánh không trời ơi xuống nha Vĩnh đè xuống nha Vĩnh cỏ cỏ đổ con sót con thì chạy hên hả hả sót nè bởi thấy luôn 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 nè cô chú từ từ sót ơ trời mấy con dữ hả ủa đẩy ủa con chủ cha luôn á ừ thở xíu nè mà hên cũng đẩy lên cũng không sao hay nhung nhích hay trời ơi bởi nên hay mà hay mình hên nè còn cái nữa Vinh cái cây đi đi Dung ơi đứa thằng chú ơi mát không
Thì ghé đằng còn cái nữa lên chứ. Trước đi mà nhung. Văn nước gì? Chảy luôn mũi. Mụn á. Phải không? Mụn. Ủa hàng này ham luôn trời. Mụn bọc. Mụn bọc mới chịu à. Thật sự. Chịu nổi cái cục đất này không Vinh? Còn cái hồi sáng đặt ở đâu Vinh? Ít à, đi bây giờ hoài không tới luôn. Qua đây đi cho lẹ. Đâu Vinh? Tới rồi, cô chú còn cái này nữa hết nè. Đâu Vinh? Rồi. Gì vậy? Cô chú Vinh rớt rồi, bắt tiêu cái này ơi. Rồi cô chú ơi, xong đời luôn rồi. Rồi cái này coi như là không công. Thôi lên tắm đi đang về, quá lạnh rồi. Ôi dạ, ôi dạ. Lên đây phiêu cho bà cháu xem quá nhiều luôn. Lẹ, dục lên lẹ. Ôi, quá nhiều luôn. À mà đứa đây được có con lươn chúa. Lươn bự à. Còn như con lươn con không em chú anh chị. Bữa nay vô mánh à. Bữa nay hình quả mình dài vô mánh. Thôi đi tắm đi. Chắc cái này đây Nhung. Vinh không chạy đặng gom ba cái đó lại đi về đặng. Ủa cái mặn cái này cháy xin xe. Nước có mát không? Ồ bữa nay vô mánh không cô chú ơi. Đâu Nhung? Gom lại đi Vinh, đi về lạnh quá. Vinh đưa cái thao đi Vinh. Vinh đưa thao đi Vinh đang về Vinh đây. Hả? Dễ bự à. Ủa dễ chết rồi. Thôi thành quả của mình đây cô chú ơi, không cô giác lại cũng không dám đưa ra nhiều nữa. Đó. Ở đây quá trời lươn con luôn rồi. Lên Dung ơi. Nói gì vậy trời? Hả? Rồi, nó mới vừa lên nè. À. Đây không có thấy lên nữa. Lên đi mấy đứa, lạnh quá. À, thôi cảm ơn bà cô chú anh chị đã theo dõi hết clip của Tấm Đài TV. Nếu anh chị thương yêu thì nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để có động lực ra clip mới thật hay ý nghĩa cho bà cô chú xem nha. Còn bây giờ xin phép bà chú về, bà chú ơi bye bye.